Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người đi cắm hoa. Màu sắc chủ đạo hôm nay của mình sẽ là màu tím và màu vàng nha mọi người. Xin chào tất cả các bạn trở lại với channel về bộ vẽ tranh trên kênh YouTube của mình. Và hôm nay mình sẽ tô màu. Nhớ theo dõi hết video của mình nha. Để xem lọ hoa cắm của mình hôm nay nó sẽ như thế nào nhé. Thank you.
tôi màu xanh cho cái đám cỏ này nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này của mình. Các bạn hãy nhớ like và subscribe cho kênh của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình và các bạn sẽ cùng nhau đi tô màu cho cái bình chậu hoa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi phần tô màu cho bức tranh từ công chúc của mình nhé. Và đây là thành phẩm của mình các bạn nhé. Đây là một mẫu lọ hoa cắm bình để ba người này, này rất là xinh. Mọi người có thể tham khảo mẫu cắm hoa để mình này nha. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi. Mọi người nhớ like và subscribe cho kênh YouTube của mình nhé. Cảm ơn tất cả mọi người.